Vòng đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Nga và Ukraine diễn ra trong ngày hôm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc sau gần 3 tiếng đồng hồ với nhiều tín hiệu tích cực. Ukraine đã đưa ra đề xuất đảm bảo an ninh mới, trong khi phía Nga đồng ý giảm các hoạt động quân sự tại Ukraine. Tại bàn đàm phán, phía Ukraine đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập với một hệ thống đảm bảo an ninh mới. Theo đó, nước này sẽ không gia nhập các liên minh quân sự và không có căn cứ quân sự nước ngoài, nhưng yêu cầu các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước châu là những người đảm bảo an ninh. Đồng thời, Ukraine đề xuất không giải quyết vấn đề Crimea bằng các biện pháp quân sự trong vòng 15 năm. Phái đoàn Nga cho biết, Nga đang thực hiện các bước đi nhằm giảm leo thang xung đột, trong đó có quyết định giảm hoạt động quân sự ở các hướng Kiev và phía Bắc Ukraine. Theo Thứ trưởng Bộ Phòng Nga Alexander Fomin, Moscow đã đưa ra quyết định này trong bối cảnh việc chuẩn bị một thỏa thuận về quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa của Ukraine, cũng như cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine đang đi vào thực tế. Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là mang tính xây dựng và đã có những kết quả ban đầu, khi cả hai bên cùng có những bước đi nhằm giảm leo thang. Phái đoàn Nga cho biết là một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky có thể sẽ được diễn ra đồng thời khi mà thỏa thuận hòa bình sẵn sàng được ký kết bởi Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Nga đã sẵn sàng cho khả năng Liên minh châu Âu EU ngừng mua năng lượng của nước này, tuyên bố được Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko đưa ra vào ngày hôm qua. Cụ thể, theo bà Matvienko, nếu như EU từ chối mua năng lượng của Nga, thì nước này sẽ chuyển hướng sang cung cấp cho châu Á và các thị trường khác. Cùng ngày, thì người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định là các công ty nước ngoài cần phải nắm được rằng các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đã thay đổi tình hình. Điều này đồng nghĩa với việc là họ cần phải mua và thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Người phát ngôn cũng tái khẳng định rằng Nga sẽ không xuất khẩu khí đốt miễn phí, và Moscow đang tìm kiếm các biện pháp nhằm giúp việc thanh toán khí đốt trở nên đơn giản, rõ ràng và thực tế.